Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 9 chương 5 Thần Kiếm Giáng Thế, Hồi 1 Từ sau dịp ở Hoa Sơn, Lưu Vân đã nửa năm không gặp trưởng môn phái Côn Luân, lúc này đột nhiên gặp mặt, chỉ thấy Trác lang chiêu gầy đi không ít, Nét mặt khá tiểu tụy, không còn vẻ khinh mạn ngày trước nữa. Nghĩ đến sau khi hắn thua Ninh Bất Phàm, hẳn là một sự dày vò. Nhiều khách nhân cũng tham dự đại hội quy ẩn của Ninh Bất Phàm, họ không ngờ lại gặp Trác Lăng Chiêu ở đây, không khỏi kinh ngạc. Âu Dương Nam cũng nhận ra vị kiếm tông một thời này, khi thấy người đến, hắn cũng không lo sợ, chỉ chắp tay chào hỏi, nghe nói bội kiếm của Trác trưởng môn đã bị phá hủy ở Hoa Sơn chẳng lẽ hôm nay cũng là tới cầu kiếm sao? Trác Linh Chiếu nhắm mắt lại, gật đầu nói, trang chủ liệu sự như thần, nếu không như thế, chắc mỗ cần gì phải hao hết trăm cây ngàn đắng, nhất quyết muốn tìm ra cây trùy, lôi trạch hình thiên này. Mọi người nghe xong lời này, đều chấn động, Âu Dương Nam cũng như vậy run giọng nói, thì ra trùy thần này là do ngài đưa tới, hai chúng ta chưa từng có quen biết, ngài, ngài hà tất phải đối tốt với ta như vậy. Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói, Âu Dương Trang Chủ là luyện thiết sư xếp hạng đệ nhất triều đại, lại ngồi trên, Hồng Vũ Thiên Lư thần diệu không gì diễn tả. Chùy, lôi trạch hình thiên, này nếu ngươi không sở hữu, thiên hạ ai nên có. Âu Dương Nam sau khi nghe lời nịnh hót của đối phương, chỉ biết nhất định hắn ta có ý đồ, lập tức cười khan, nói, các hạ hao tâm tổn trí như thế, phải chăng là muốn rèn ra một thanh kiếm tốt chân chính. Trác Lăng Chiêu cao ngạo ngẩng đầu nói, "Chính xác." Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều biến sắc, trong lòng đều kinh hoàng. Trác Lăng Chiêu bản tính hiếu thắng, từ khi bị Ninh Bất Phàm đánh bại, không ngày nào không khổ tâm suy ngẫm về sai lầm trong kiếm pháp của mình. Hắn ngày ấy lấy một chiêu, Hà Quang Thiên Đạo, liên tục sử dụng vô hình kiếm quang, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Ninh Bất Phàm, cuối cùng còn thảm bại dưới nhân kiếm trấn âm dương của đối phương. Trác Lăng Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nội lực không thua kém đối phương, kiếm pháp cũng chưa chắc yếu hơn đối phương, suy tính ra, mấu chốt lớn nhất chính là người cùng kiếm không thể dung hợp. Ninh Bất Phàm kia tự xưng, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, võ công bình bản chất bình thường, thế mà ngay cả với vũ khí thông thường, vẫn có cách để giành chiến thắng, nhưng Trác Lăng Chiêu tự xưng, thần kiếm là ta, ta chính là kiếm lại không thể làm gì nếu như không có sự phối hợp của thần binh chân chính võ công của trác lăng chiêu bá đạo dị thường ngày ấy đấu đến thời điểm cuối cùng đã dốc hết toàn lực vào kiếm kết quả kiếm lại bị chém thành từng mảnh cuối cùng cũng để lộ ra khuyết điểm trong võ công của hắn đến nỗi binh bại như núi đổ trác lăng chiêu tự biết nội lực của hắn uy chấn giang hồ nhưng nếu binh khí không chống đỡ được nội lực cường đại mọi thứ sẽ trở nên vô ích vì thế, hắn mới tỉnh Âu Dương Nam, làm cho hắn một vũ khí thực sự có thể sử dụng được để bù đắp cho khuyết điểm người kiếm không thể hợp nhất. Trác Lăng Chiêu ngưng mắt nhìn về phía Âu Dương Nam, nói, lão gia, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết người có đáp ứng hay không. Trước đây, Trác Lăng Chiêu mở miệng ngậm miệng đều tự xưng, bổn tỏa, có khi nào dùng hai chữ, tại hạ. Âu Dương Nam nghe hắn nói lời khiêm tốn, trong lòng ngược lại càng lo lắng. Người trước mắt này ác danh lan xa, nếu muốn cự tuyệt hắn, môn nhân đệ tử nào còn có thể hành tẩu giang hồ. Chỉ sợ vừa rời khỏi trường châu, liền bị cao thủ côn luân chém thành bùn lầy. Hắn cúi đầu cân nhắc một hồi, thở dài, chắc trường môn thành tâm như thế, lại tặng lễ vật lớn như vậy, lão phu cũng nên vì trường môn làm ra một thanh kiếm tốt. Thỉnh trưởng môn không cần lo lắng âu dương nam sai người lấy cát sắt ra lập tức muốn rèn kiếm lưu vân thấy vậy trong lòng lo nghĩ võ công của trác lăng chiêu đã cao cường như vậy nếu để hắn cầm thần binh lợi khí thiên hạ còn ai có thể khắc chế hắn lưu vân mặc dù muốn lên tiếng ngăn cản nhưng chuyện rèn kiếm hoàn toàn là chuyện giữa âu dương gia và côn luân phái hắn mặc dù là quan chi châu cũng chưa chắc có đủ lý do để ngăn cản huống chi lúc này dương túc quan còn chưa tới nếu muốn động thủ ngăn cản, chỉ dựa vào một mình hắn và mấy chục quan sai, thật sự không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa còn cổ thiến hề ở bên cạnh, còn muốn phân tâm bảo vệ nàng. Lưu Vân trong lòng sầu lo, nhìn về phía thanh y tu sĩ, muốn xin người một lời khuyên, lại thấy vị trưởng môn này vẫn không nói một lời, giống như đang yên lặng quan sát biến hóa. Lưu Vân âm thầm suy tính, biết mình không thể làm khó được, trong lòng thầm thở dài, xem ý đồ của thanh y trưởng môn, hôm nay sẽ không xuất đầu lộ diện, tốt hơn là nên đợi cho đến khi huy động quân lính, sau đó cố gắng bắt những tên gian tà này. Đang nghĩ ngợi, Âu Dương Nam đã lấy ra cắt sắt, chuẩn bị đổ vào miệng lò, chắc Lăng Chiêu đã tiến lên trước, bình tĩnh nói, Âu Dương trang chủ không cần phiền toái, ta đã tự chuẩn bị xong vật liệu sắt. Âu Dương Nam hờ một tiếng, đang định hỏi, chỉ thấy chắc Lăng Chiêu vung tay lên, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Nương theo tiếng thở gấp vang lên, mọi người trong sân đều nghe thấy tiếng thở ồ ồ nặng nề, giống như có khuân vác chạy tới, đều giật mình quay đầu lại nhìn. Bánh xe mài mặt đất phát ra tiếng lạch cạch, một chiếc xe lớn từ xa chậm rãi đi tới, chất đầy một tảng đá lớn, nhìn qua rất nặng. Mọi người nhìn thấy có tới bốn người đẩy xe, lại là các cao thủ của Côn Luân, Kim Lăng Sương, Đỗ Lăng Tâm, Tiền Lăng Di, mạc lăng sơn khuôn mặt của bốn người này đầy mồ hôi xem ra bọn họ phải nghiến răng nghiến lợi khi đẩy xe dường như cố gắng hết sức mọi người trong lòng cả kinh thầm nghĩ bốn người này võ công cao cường mỗi người có thể gánh cả ngàn cân cũng không thể đẩy nổi chiếc xe này sao chẳng lẽ tảng đá trên xe này nặng đến thế mọi người nhìn kỹ bánh xe thấy bánh xe cũng được làm bằng thép tốt nhưng lúc này đã có dấu hiệu biến dạng dấu vết của bánh xe dưới lòng đất đã lún sâu, nơi đi qua bất luận là đá phiến hay bờ cát, đều ấn ra một rãnh sâu lớn chừng một tấc, từ điểm này mà nói, tảng đá khổng lồ này quả thực cực kỳ nặng. Một tấc khoảng 3cm. Đẩy xe đẩy đến gần, thần chủy kia rung lên một cách khó hiểu, phát ra ánh sáng xanh mờ, trượt về phía trước đi vòng quanh, binh khí của mọi người phát ra tiếng động lớn, ngay cả đồ trang sức của cổ thiến hề và diễm đình cũng rung lên lư vân trời sinh thông minh nhìn thấy dị tượng thế này trong lòng dùng mình vội kêu mọi người cẩn thận tảng đá này có từ tính mọi người nghe vậy vội vàng giữ lấy binh khí sợ bay ra ngoài làm ngộ thương người khác binh khí thông thường vẫn có thể cầm cự được nhưng trùy hình thiên lại có cảm ứng mạnh mẽ như thể sống lại ngay lập tức lao thẳng về phía tảng đá thiết sư nhi cùng không ổn vội vàng kéo đuôi trùy, nhưng lực từ kéo hắn qua. Một số đệ tử của thiết sơn trang đè lên trùy hình thiên, hy vọng ngăn cây trùy di chuyển. Chỉ thấy tình hình thật sự quá lớn, lại nhảy lại, tất cả đều. Lúc này, lực từ càng lúc càng mạnh, sáu đệ tử dùng hết toàn thân công lực kéo thần trùy, cũng không ngăn được đà lao tới, một vệt từ dưới đất từ từ kéo ra, miệng cùng chí cũng đã chảy máu. Âu Dương Nam trong lòng lĩnh ngộ, vội vàng quát, mọi người không cần cố chấp, hai thứ này một âm một dương, vốn nên tương hợp. Các người mau mau buông tay. Mọi người nghe vậy, liền buông lòng tay, thần trì đập một tiếng thẳng về phía tảng đá, vô cùng dữ dội. Các cao thủ côn luân thấy thần trì đánh tới, cũng sửng sốt, lập tức tránh đi. Chỉ thấy thần trì đập vào tảng đá, như thể muốn khoan vào, nhưng tảng đá rất cứng, lại không dao động, mọi người trong sân đều trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Nam nhìn thấy dị trạng trước mắt cũng rất kinh ngạc cảm thán, hắc một tiếng, hỏi Trác Lăng Chiêu, đây chính là sắt tinh chất của Mai Sơn. Trác Lăng Chiêu gật đầu nói, Âu Dương Trang chủ quả nhiên uyên bác, đây đúng là sắt tinh chất, nếu như không phải ta có được kiếm thần cổ thư, thì cũng không tìm thấy đâu. Âu Dương Nam cười ha ha, nói, khó trách ngươi muốn tìm đến trùy lôi trạch hình thiên, nếu không đá này cứng rắn như vậy, làm sao có thể lấy ra tinh hoa? Hai người đối đáp như thế, nhưng người ngoài cuộc một chữ cũng không hiểu, đều lộ ra vẻ hoang mang. Vừa nói vừa hỏi, chỉ thấy bầu trời mây đỏ bao phủ, tia chớp ẩn nhạt, hình như sấm sắp giáng xuống. Âu Dương Nam nhướng mày nói, mọi người lùi lại một chút, âm dương trùng phùng, chính phụ tương hợp, truy hình thiên, chuẩn bị dẫn sấm sét đánh tới mọi người lắp bắp kinh hãi, đều không tin. Nhưng lúc này dị tượng liên tục xuất hiện, cho dù ngươi không tin ma quỷ cỡ nào, thì lúc này cũng không thể không tin. Thấy gió gào thét, mây rông đầy trời, Lưu Vân dẫn đầu kéo cổ thiến hề tìm chỗ tránh, hai người di chuyển tới chỗ xa xa, những người còn lại thấy Chi Châu Đại Nhân đã di chuyển, cũng lần lượt tìm chỗ tránh đi. Đúng lúc này, một tia sáng trắng xẹt qua bầu trời, theo sau là một tiếng sét lớn tia sáng bổ xuống chủy hình thiên trong một khoảnh khắc đá vụn bay tứ tung tảng đá vỡ thành nhiều mảnh khói bụi mịt mù mặt đất đầy tràn sỉ đen một hòn đá màu xám lăn ra hòn đá có kích thước bằng chiếc nón tre hình dáng giống như trứng ngỗng nhưng nhỏ hơn nhiều so với hòn đá trước đó sấm sét đánh xuống dường như từ tính của tảng đá cũng biến mất mọi người cầm vũ khí đều ở đó thở phì phò Cổ thiến hề nhìn thấy tảng đá kỳ lạ này, đôi môi anh đào khế nhếch, kinh ngạc nói, đây là sắt tinh thuần. Thanh y tú sĩ gật đầu nói, trong điển tích ghi lại, cổ xưa khi thuần đế nắm quyền lực, một vật thể màu đỏ từ trên trời rơi xuống mai sơn, đất đai rung chuyển, mặt trời bảy ngày không lặn, quan lại trong chiều vì thế than rằng, duy thiên duy đại, như nhật phương trung, có lẽ đây là ngọn nguồn của sắt tinh chất mai sơn. Lúc này, Lưu Vân, Quyên Nhi, diễm đình và những người khác cũng nghe được nguồn gốc kỳ lạ của sắt tinh chất mai sơn thì không khỏi kinh ngạc chỉ bầu trời rộng lớn như mặt trời phía trung trung hoa chúng đệ tử trong thiết sơn trang này đều xuất thân từ thợ rèn đều biết về lời đồn của sắt tinh thuần tương truyền khi luyện kiếm chỉ cần tập trung một chút thần trí bình khí bình thường có thể trở thành kỳ chân dị bảo hiểm thấy trong thiên hạ vốn tưởng rằng đây là truyền thuyết không thể tưởng tượng trên thế gian thực sự có thứ kỳ lạ như vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, liều lĩnh đến xem. Cổ thiến hề xuất thân tiểu thư quan phủ, chưa bao giờ thấy một điều hiếm có và kỳ lạ như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, chỉ nắm chặt cánh tay Lưu Vân, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Sấm sét từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện trước mắt. Không chỉ mọi người có mặt ở sân đều kinh ngạc mà ngay cả Âu Dương Nam thiết sư thiên hạ vô song, cũng không giấu nổi sự phấn khích. Hắn rụi rụi con mắt, thở dài, lão phu này đã sống đến 70 tuổi, sinh thời còn có thể nhìn thấy bảo vật này, đây. Ông trời thật là đối đãi với ta không tệ. Vừa nói, vừa đi về phía trước, khẽ vuốt khối, sát tinh thuần, vẻ mặt dường như đang nhìn thấy một người thân đã thất lạc nhiều năm, tràn đầy yêu thương chi ý. Chắc lăng chiêu thấy hắn tinh thần không tập trung, lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, Âu Dương Trang Chủ không cần thương cảm, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao luyện chế khối sắt thuần này. Việc này thì ngươi phải hao tổn tinh thần nhiều. Âu Dương Nam ngồi xuống bên cạnh khối sắt, trên dưới vuốt ve cẩn thận, gật đầu nói, khối sắt này là vật liệu sắt tinh khiết nhất thiên hạ, với trọng lượng của khối đá tròn này, có thể rèn ra hàng trăm binh khí. Không biết chắc trường môn có tính toán gì không? nghe nói sẽ có hàng trăm đao kiếm xuất ra, mọi người đều rất kinh ngạc, xem khối sắt này quý giá như thế, chỉ cần một trong số đó rơi vào tay mình, ngày sau nhất định xưng bá một phương. Nhất thời hớn hở ra mặt. C. Nào biết chắc lang chiêu lại chỉ lắc lắc đầu, thản nhiên nói, chắc mỗ sở cầu không nhiều lắm, một thanh kiếm sắc bén là đủ rồi. Khối sắt này hiếm có như vậy, nếu chỉ làm ra một thanh binh khí, thật là phung phí của trời, thật quá đáng tiếc. Mọi người nghe xong lời này của Trác Lăng Chiêu, đều lắc đầu thở dài, thậm chí có người còn lộ ra vẻ ghen tị và căm hận. Âu Dương Nam lại không để bụng, hắn xuất thân thợ rèn, chỉ lo tạo binh khí, cái khác cũng không hỏi tới, huống chi vật liệu là người khác đưa tới, đạo cụ là người ta tặng, hắn làm sao có thể nhiều lời. Hắn tuân theo quy củ, gật đầu nói, trưởng môn một khi đã nói như vậy, lão phu nhất định phải tuân theo. Trác lăng chiêu khế gật đầu, nói hay lắm, thỉnh trang chủ động thủ đi. Âu Dương Nam không nói nữa, lập tức dơ thần trùy lên, dùng hết sức đập vào khối sắt, chỉ có một tiếng ụt, khối sắt chỉ lõm xuống một khối. Lúc trước bất luận là bảo đạo bảo kiếm, vàng bạc nguyên bảo, đều một trùy thành cho. Thiết tinh bị trùy thần nện thật mạnh, lại không mảy may suy xuyển gì, xem ra vật này quả thực rất chân quý. Âu Dương Nam nhặt trùy thần lên, đang muốn nện tiếp, lại thấy khối sắt từ từ lồi lên, chỗ lõm bị nện trước đó, không ngờ lại khối phục nguyên trạng. Âu Dương Nam lắp bắp kinh hãi, cầm truy thần lên, nện mạnh vào chỗ đó một lần nữa, khối sắt bị búa nặng đập vào, lại lõm xuống, nhưng một lúc sau, chỗ bị đập lại lần nữa chậm rãi nhô lên, trông như bình thường. Âu Dương Nam lau mồ hôi lạnh, không bỏ cuộc, vận nội lực thâm hậu, vung chùy như bay, liên tiếp gõ mấy chục lần, nào biết hắn gõ đến mồ hôi đầy đầu đều tốn công vô ích, khối sắt tinh kia sau một lúc lâu về hình dạng quả trứng, mà không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi người đều trầm trồ, nghĩ thần chùy này không đâu địch nổi, nhưng cũng không chịu nổi khối sắt thuần khiết này, nhìn thấy hai vật nổi tiếng này đồng thời xuất hiện, Âu Dương Nam sẽ xử lý như thế nào đây? Âu Dương Nam mồ hôi đầm đìa, biết có điều khác lạ, liền ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn hồi lâu, thở dài nói, khối sắt nguyên chất này có tính giãn nở, không ép được nó. Cùng Chí đi tới nói, sư phụ, nếu khối sắt này thần quái như thế, có lẽ không cần đập, cứ vậy trực tiếp rèn. Âu Dương Nam vỗ tay nói, nói có lý, hẳn là rèn như vậy đi. Hắn phân phó đệ tử của mình, mấy người các ngươi lại đây nhấc khối sắt đặc này lên, để vào thiên lư. Tất cả đệ tử đáp lại một tiếng, tiến lên phía trước, mỗi người nâng một góc, dùng hết sức đẩy, muốn nâng khối sắt lên, nào ngờ khối sắt đặc này trọng lượng thật kinh người. Các đệ tử không ngừng hò hét, mặt đỏ thở hồn hển khối sắt kia giống như đã bén rễ, hoàn toàn không bị lay chuyển. Âu Dương Nam trầm tư hồi lâu, hắn tiến lên hai bước, cầm lấy, chùy lôi trạch hình thiên, dựa vào viên đá, vận nội công cả một đời, dứt khoát hồ lớn, lên. Nội lực tràn ngập khắp nơi, nhìn thấy chủy hình thiên dựa vào lực dính từ từ hút lấy khối sắt cực kỳ nặng. Cổ thiến hề ở một bên quan sát, thấy Âu Dương Nam toàn thân đổ mồ hôi, cơ bắp già nua run rẩy nàng trong lòng lo lắng, thấp giọng hỏi, vị Âu Dương trang chủ này tuổi tác lớn như vậy, còn có thể dùng sức như vậy sao? Cùng chí nghe xong nàng hỏi chuyện, đáp, tiểu thư chớ có lo lắng, người luyện kiếm không nhìn thấy bảo vật quý hiếm thì không bàn tới một khi thấy sẽ liều mạng rèn nó thành binh khí sư phụ ta tuổi tác tuy cao nhưng xét về tham vọng rèn kiếm thì chẳng khác gì thiếu niên lư vân gật đầu thầm nghĩ rèn kiếm được gọi là tiểu đạo trên thực tế không khác gì học nho cầu võ đều dựa trên sự thành tâm và theo đuổi trình độ cao nhất ta không thể xem thường đường mòn Nơi luyện sắt rộng như thế vậy mà lại yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Âu Dương Nam. Mọi người nhìn thấy hắn từng bước một đi về phía thiên lư, dấu chân tạo ra trên nền đất sâu tới một tấc, nhất định là hắn đã phát ra công lực của cả đời đến cực điểm. Âu Dương Nam tới gần lò thiên lư, từng đạo lửa nóng xanh đỏ từ trong miệng lò phun ra, Âu Dương Nam nội lực hơi buông lỏng, đã đem khối sắt đặc đưa vào trong lò hắn bỏ trùy thần xuống, giật mạnh ống bể, tức khắc ngọn lửa bốc lên không trung, giống như dòng xanh bốc lên từ ống khói, có lúc cao tới cả chục thước, có thể nói là kỳ quan. Không ngờ, sau khi đốt một lúc, ngọn lửa cao vút đột nhiên tắt lịm, như thể bị thứ gì đó hút hết hơi nóng. Chỉ thấy Âu Dương Nam cuống cuồng kéo ống thổi, sợ ngọn lửa sẽ tắt, mặc dù nội lực của hắn đang dần cạn kiệt, ngọn lửa kia vẫn không có dấu hiệu khởi sắc ngược lại ngày càng mờ mịt. Cùng chí thấy tình trạng này, run giọng nói, thật sự là một khối sắt tốt, nếu sư phụ cũng không làm gì được, thế gian còn có ai có thể hàng phục được nó. Chác Lăng Chiêu nhìn thấy Âu Dương Nam dần dần ngã quỵ, lập tức nói, thỉnh Âu Dương Trang chủ nghỉ một chút, việc nặng này sao lại để cho ngài tự tay làm chứ? Giao cho đệ tử của ta đi. Hắn liếc mắt một cái, lập tức hai người đồ lăng tâm, Kim Lang Sương cất bước tiến lên, lấy ống thổi từ tay Âu Dương Nam. Âu Dương Nam vẫn còn đang thở dốc, dặn dò nói: Hai vị tráng sĩ cẩn thận, Thiên lưu rèn thần vật, cần lửa mạnh, ngàn vạn lần đừng làm cho ngọn lửa tắt. Kim Lang Sương gật đầu nói: Thỉnh Trang Chủ không cần lo lắng, hãy xem thân thủ của người trong môn phái ta. Hắn chưa nói xong đã nghe thấy Đỗ Lăng Tâm hét lên, lập tức bắt đầu kéo ống bể. Kim Lang Sương thấy sư đệ hành động liền cũng ra tay tương trợ. Hai người mỗi người kéo một cái tay cầm, nội lực cường đại lan tràn khắp nơi, ngọn lửa bốc lên không trung. Hai người này nội lực hơn xa Âu Dương Nam, ngọn lửa nóng rực sông thẳng đến đỉnh lò, cao đến mấy trưởng. Mọi người nhìn thấy dị tượng cỡ này, đều hoảng sợ ra tiếng. Hai người kéo ống bể một hồi, mồ hôi nóng đã bị hơi nóng làm khô, tóc hai người tựa hồ quan lên, chứng tỏ bên lò nóng đến cỡ nào lại qua non nửa canh giờ, khuôn mặt xấu xí của Đồ Lăng Tâm dần trở nên tái nhợt, hiển nhiên chân lực của hắn ta đã cạn kiệt. Lúc này hai đại cao thủ cùng nhau hành động, chỉ cần một trong hai người thiếu nội lực, ngọn lửa liền sinh phản ứng, đầu lửa lại từ từ rơi xuống. Kim Lăng Sương và Đỗ Lăng Tâm nhìn nhau, đều biết lúc này đã đến thời điểm quan trọng, quyết không thể để ngọn lửa tắt, hai người họ tập trung khí lực một đời, kéo mạnh, ngọn lửa lại bốc lên chỉ là Đỗ Lăng Tâm sử dụng nội lực như thế, đã đến mức tận cùng, đan điền như bị thiêu đốt, e rằng trong thời gian dài, hắn ta không tránh khỏi bị trọng thương. Âu Dương Nam thấy khí lực của hai người bọn họ đang dần yếu đi, bèn nói: "Các đồ nhi, tiến lên tương trợ." Các đệ tử đồng thanh đáp, bọn họ cũng định tiếp quản, khách quan đứng nhìn, lại đều âm thầm lắc đầu, côn luân cao thủ lợi hại vô cùng, ngay cả bọn họ cũng chống đỡ không nổi mấy đệ tử của Thiết Sơn Trang làm được cái gì? Xem ra bọn họ sắp thất bại rồi. Các đệ tử đang muốn tiến lên, chỉ thấy thân ảnh phiêu động, một người đã ở phía trước, mọi người trợn mắt nhìn, lại là Trác lăng chiêu tự mình tiếp quản. Hắn lần này vất vả như vậy, nào là truy thần, nào là sắt tinh khiết, hết thảy chỉ cầu tinh luyện ra một thanh bảo kiếm, làm sao lúc này có thể để thất bại trong gang tắc. Cũng chính vì lý do này, hắn ta không còn quan tâm đến thân phận tông sư của mình nữa, đích thân kéo ống bể. Chác lăng chiêu bảo đệ tử lùi lại, hắn xài bước đi, hít một hơi chân khí, hai tay nhẹ nhàng kéo tay cầm, đột nhiên, dòng khí xung quanh quay cuồng, tất cả đều bị hút vào trong miệng lò. Mọi người thấy công lực của hắn thâm hậu như vậy, đều là hoảng sợ biến sắc. Lưu Vân trong lòng vừa lo lắng vừa bội phục, thầm nghĩ, hay cho một chác lăng chiêu, nội lực quả nhiên lợi hại, sau khi Ninh bất phàm thoái ẩn, trên giang hồ còn có mấy người có thể khắc chế được hắn. Trác Lăng Chiêu thấy lò lửa càng ngày càng nóng, liền thở ra mấy ngụm, phát ra một tiếng khe khẽ, ngọn lửa lập tức phóng lên trời, màu sắc từ đỏ biến thành trắng, sau một hồi thiêu đốt như vậy, lò thiên lư càng đỏ hơn, như muốn nhỏ máu. Âu Dương Nam khen ngợi, thật là lợi hại. Không thẹn là một trong tứ đại tông sư ai nấy đều cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, giống như ngày nắng gắt. Áo khoác của vài vị khách đứng gần bếp lửa bốc cháy ngùn ngụt, hai bên thân hữu vội nhảy lên dập lửa. Lưu Vân thấy giữa chán cổ thiến hề hơi sốt, tóc đã quan một ít, liền đau lòng, vội vàng kéo nàng ra xa vài bước để tránh làm tổn thương thân thể. Lò, thiên lư, càng ngày càng nóng, vết nứt cũng từ từ hình thành, Lưu Vân nghĩ, nhìn thế này, e rằng hôm nay lò thần này chống đỡ không được, tốt nhất là ngàn vạn đừng nổ tung. Âu Dương Nam cũng sợ, thiên lư lở, liền canh giữ ở bên cẩn thận sẵn sóc, thỉnh thoảng lấy đất xét phong đắp lại, trong miệng lẩm bẩm mấy câu, như thể đang chăm sóc một con ngựa yêu. Mọi người thấy hắn yêu mến và chăm chút cho cái lò này, ai cũng nghĩ, người này luyện sắt thành si mê, chẳng trách được xưng là đương đại đệ nhất hào luyện kiếm sự. Nửa canh giờ sau, một vòng trăng bạc đã nhô lên trên bầu trời, ngọn lửa đỏ thẫm trong bóng tối càng thêm cuồng bạo, chắc lăng chiêu còn đang kéo ống bể, nếu không phải nội lực thâm hậu của người này, làm sao chống đỡ nổi lò đốt suốt ngày đêm. Vội vàng nghe thấy Âu Dương Nam hét lên, cẩn thận. Có thứ gì đó đang chảy ra. Mọi người nghe thấy vui mừng khôn xiết, vội vàng tập hợp lại xung quanh. Âu Dương Nam lấy ra chiếc trùy thần, nhanh chóng đập nó vào miệng lò, ngay lập tức lấy ra một đoạn thép dài năm thước, mọi người đều thấy miếng thép đó tỏa sáng rực rỡ, tất cả đều hét lên, thiên hạ đệ nhất kiếm. Một thước 33cm, 0,33m. Quyển 9 chương 5 thần kiếm giáng thế, hồi 2. Miếng thép tuy rằng còn chưa luyện thành, nhưng dùng mắt thường nhìn qua, đã thấy vô cùng sắc bén. Ai ngờ Âu Dương Nam tùy tiện ném đi, nói, không đúng, không phải vật này. Hắn kêu lên một tiếng rồi lại thăm dò bên trong, những người chứng kiến đều ngạc nhiên khi thấy hắn vô cớ ném thanh thép kia xuống. Ngọc Xuyên Tử mượn cái kẹp nhặt mảnh thép trên mặt đất, chỉ thấy lưỡi kiếm dày đặc hàn khí, sợ đã là bảo kiếm hiếm thấy, hắn dùng bội kiếm vung về phía mảnh thép, bội kiếm đã thực sự bị gãy làm đôi. Mọi người cả kinh, thầm nghĩ, Âu Dương Nam này tầm mắt rất cao, mà đến một thần binh lưỡi dao sắc bén như vậy cũng không cần, rộng rãi như vậy, không bằng đưa cho ta đám người lưu vân thanh y tú sĩ kiến thức bất phàm sẽ không bị phân tâm bởi điều đó họ đều nghĩ trong lòng nhìn Âu Dương Nam kén chọn như vậy thanh kiếm sắp tới trong lò thiêu ra nhất định là phong hoa tuyệt đại lừng lẫy xưa nay chỉ là không biết dáng vẻ sắc nhọn như thế nào chỉ thấy Âu Dương Nam liên tiếp lấy ra ba khối thép đều không thèm nhìn mà ném xuống đất tìm kiếm một hồi đột nhiên kêu lên Thiên Lư ơi Thiên Lư Âu Dương gia ta bị mi hại thảm 20 năm qua không thấy mặt trời, mi bản tính kiêu ngạo như vậy, ai ngờ cho ngươi sắt tốt thép thần, mi lại luyện không ra được một thanh kiếm tốt, mi mi chẳng phải làm ta thất vọng rồi sao? Mọi người nghe hắn nỉ non không ngừng, trong lòng đều là kinh ngạc. Âu Dương Nam rốt cuộc điên rồi, cái lò này chỉ là vật chết, làm sao có thể cùng nó nói chuyện, còn khóc không thôi. Thật sự là kỳ quái. Âu Dương Nam liên tục kêu la thảm thiết đột nhiên hét lớn một tiếng, lao vào trong lò, muốn lấy thân tế lò, thanh y tú sĩ nhanh nhẹn, thoáng chốc bóng người trượt lóe đã chặn Âu Dương Nam lại. Âu Dương Nam dãy rụa không ngừng, hét lớn, người buông lão phu ra. Cái, hồng vũ thiên lư, này không thể chế tạo ra thần kiếm, lão phu nào còn mặt mũi sống ở trên đời này. Thanh y tú sĩ lắc đầu nói, thần kiếm có thể dám thế hay không, đều có duyên pháp, các hạ không cần nghịch thiên. Trong khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt của lò lửa, thân lò không ngừng rung chuyển, ngọn lửa bắn xuyên qua tường lò. Âu Dương Nam lộ ra vẻ vui mừng, đẩy thanh y tú sĩ ra, run rẩy đi tới, mừng rỡ nói, hay lắm. Người rốt cục hiểu lời lão phu nói rồi. Nhanh, nhanh, mau tạo ra kiếm. Thiên lò dường như hiểu được sự thúc giục của Âu Dương Nam, chấn động càng trở nên dữ dội hơn. Âu Dương Nam chuyên chú quan sát, trong nháy mắt nhướng mày, tựa hồ nhìn ra điểm trọng yếu, hắn lấy ra thần chùy, gõ lên mặt lò, hô to, "Thần kiếm giáng thế." Chùy và lò va chạm, ngọn lửa lóe lên, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, Hồng Vũ Thiên Lư, nổ tung, mọi người cảm thấy một luồng gió cực nóng thổi vào mặt, một luồng gió cát bị thổi bay lên mãi không ngừng nhìn thấy thiên lò bị phá vỡ trác lăng chiêu buông ống bể đi về phía trước hỏi âu dương trang chủ việc này thành rồi sao âu dương nam hai mắt sáng người nhìn chằm chằm cái lò bị phá vỡ nói đúng vậy hồng vũ thiên lư không thẹn phó thác đã vì các hạ rèn ra tuyệt thế thần kiếm trác lăng chiêu hừ một tiếng hỏi thần kiếm đã ra đời thanh kiếm này không cần rèn thêm sao âu dương nam chỉ vào miệng lò nói thần kiếm thiên vật không cần nhiều thêm một móng tay các hạ nhìn xong sẽ hiểu lúc hai người đang nói chuyện một luồng khí lạnh từ trong lò tỏa ra lò lửa nguyên bản mãnh liệt vô cùng nhưng lại bị luồng khí lạnh này kích thích nên mở dần rồi tắt ngấm trác lăng chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán nói hàn khí này lợi hại như vậy chẳng lẽ là từ thần kiếm truyền ra sao âu dương nam gật đầu nói Âu Dương gia ta có một truyền thuyết xưa, nơi này phong thủy rất tốt, chỉ cần có thể hội tụ linh khí của trời đất, cát như ý bát bảo là có thể tạo ra một thanh kiếm gọi là Cầm Long. Nếu hôm nay có duyên, khối sắt tinh thuần này sau khi hấp thu thiên địa linh khí, nói không chừng có thể rèn ra thần kiếm Cầm Long này. Trác Lăng Chiêu lầm bẩm nói, thần kiếm Cầm Long? Là dạng bảo kiếm gì? Mọi người cũng âm thầm phỏng đoán, nghĩ, lò Thiên Lư hôm nay sinh ra toàn là những bảo bối quái dị trước đấy, không biết thần kiếm cầm long rốt cuộc là bảo pháp lợi hại như thế nào. Lúc này lửa trong lò đã tắt, có thể nhìn vào bên trong, Tiền Lăng Dị chỉ vào cái lỗ trên tường lò, lớn tiếng kêu lên, "Mọi người nhìn xem." Thật là nhiều kiếm. Mọi người háo hức nhìn vào trong lò, chỉ thấy ánh lửa lờ mờ, lò rộng lớn có chừng chục món binh khí cắm ngược, có dài có ngắn, rộng hẹp không đồng nhất tất cả đều tỏa ra hơi lạnh, nhưng không biết cái nào là thần kiếm cầm long. Ngọc Xuyên Tử gật đầu nói, những binh khí này được đúc ra từ khối sắt đó, đều có thể được gọi là tuyệt đại danh kiếm. Nơi đây tụ tập vô số kỳ môn dị bảo, lò là hồng vũ thiên lư, trùy là lôi trạch hình thiên, sắt là mai sơn thiết tinh, hơn nữa còn với tay nghề tuyệt thế của Âu Dương Nam, khắc sẽ tạo ra một thần binh chấn động cổ kim. Mọi người nhìn thấy bên trong trong suốt lộn lẫy, vô số thần đao bảo kiếm đều đào cắm trên mặt đất, những lưỡi kiếm sắc bén này chỉ cần trang bị chuôi kiếm, đều là kiếm mà người trong giang hồ thèm muốn. Mọi người đều kinh hoàng trước sức mạnh to lớn của Tường Ưng và Xích Long, nhưng sau khi nhìn thấy thanh kiếm thực sự quý hiếm với lưỡi kiếm sắc bén, cảm thấy hai vũ khí kia chẳng là gì cả. Nghĩ đến chỉ cần lấy ra một thanh từ lò, ngày sau khai sơn lập phái danh chấn giang hồ không bao xa. Thấy mọi người đều ghen tị, Âu Dương Nam cười lạnh nói, các vị nhìn thấy rất nhiều bảo kiếm, kỳ thực chân chính được xưng hiếm lạ dị bảo, lại chỉ có thanh thần kiếm cầm long. Trác trưởng môn, trùy thần là người tìm ra, thiết tinh cũng là người mang đến, người còn mang theo thiết cốt, thanh kiếm này tự nhiên thuộc sở hữu của người, người đi lấy ra đi. Tiền lăng dị bị choáng ngợp, lớn tiếng nói, hà tất phải là trưởng môn đích thân lấy để ta lấy cho hắn không đợi chắc lăng chiêu cho phép liền đã vọt đi vào nhìn thấy lò nung đầy binh khí thực sự không biết cái nào gọi là thần kiếm cầm long hắn nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy một thanh kiếm trói mắt trói mắt nhất trong tất cả các loại binh khí tiền lăng dị vui mừng vội vàng giúp nó và lao ra ngoài hét lên ta tìm được rồi đây là thần kiếm cầm long mọi người nhìn thấy tiền lăng dị dơ cao thanh kiếm bằng một tay, lưỡi kiếm che giấu sự sáng chói, thần kiếm trơn nhẵn như gương, nghĩ đến thật là thần vật khó gặp. Tiền lăng dị tùy ý vung tay, chỉ nghe thấy một tiếng bang trong không khí, giống như tiếng roi quất, thanh kiếm xuyên qua không khí rất sắc bén, có thể thấy mũi kiếm đã đến cực hạn, hắn đặt thanh kiếm lên hòn đá, mũi kiếm đi xuyên qua hòn đá, giống như cắt đậu phụ, mọi người kinh ngạc, tán thưởng không ngớt tiền lăng dị cười ha ha nói có thần kiếm này chúng ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ âu dương nam thấy thế lại lạnh lùng cười nói thổi tóc đứt tóc chém sắt như chém bùn cùng lắm thì chỉ là một thanh bảo kiếm trong mắt người thường tuyệt đối không thể xưng thần binh ánh mắt của các hạ thật là thấp tiền lăng dị cả kinh nói bà nội nó bảo kiếm lợi hại như vậy còn không phải là một thanh thần kiếm sao Âu Dương Nam không để ý đến hắn, kính hướng Trác Lăng Chiêu nói, Trác trưởng môn, hôm nay ở đây, các hạ có kiếm pháp cao tuyệt nhất, ngươi nếu tự hào mình là kiếm thần, thỉnh ngươi hãy đích thân lấy thần kiếm ra đi. Trác Lăng Chiêu gật đầu, cũng không nói gì, xoay người tiến vào trong lò, đi tìm tuyệt thế thần kiếm kia. Trác Lăng Chiêu đi vào trong lò, nhìn xuống dưới, liền thấy mười mấy pháp bảo cắm ngược xuống đất, cái nào cũng sáng chói chói mắt, so với bội kiếm bình thường chỉ càng thêm sắc lạnh chỉ là trong long chắc lăng chiêu hiểu rõ binh khí mà hắn mơ ước vừa không muốn hoa lệ vẻ ngoài cũng không cần âm hiểm cơ quan hắn tự hào kiếm thần võ công như thế nào người trong thiên hạ rõ như ban ngày đó là tay không ngăn địch cũng đủ để ngạo thị võ lâm trường kiếm ra tay là lúc dựa vào thân kiếm có ánh sáng xanh dài ba thước cho dù là sắt vụn cũng có thể trở thành bảo kiểm cái gọi là cắt vàng gọi ngọc không ở trong mắt hắn cũng không phải là cái hắn mong cầu thần vật mà chắc lăng chiêu mơ ước là một thanh kiếm kiên nghị một thanh kiếm tuyệt thế thần binh kiếm khí vô thượng chỉ có một thanh kiếm như vậy mới có thể khiến công lực của hắn vận chuyển tự nhiên cũng chỉ có thần khí ngạo tuyệt như vậy mới là thần kiếm trong lòng kiếm thần thanh kiếm này dù xấu xí tầm thường đến đâu chỉ cần lọt vào mắt mình chắc chắn sẽ không nhận sai mọi người đợi một lúc, cũng không thấy Trác Lăng Chiêu đi ra, không khỏi bàn tán xôn xao. Âu Dương Nam làm một cái động tác nói, chư vị không cần nóng lòng, thần kiếm dáng thế, là vật không hề bình thường, cho dù có là kiếm thần ánh mắt sắc bén, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tìm được. Lưu Vân nghe xong lời này, trong lòng âm thầm cầu khẩn, chỉ hy vọng Trác Lăng Chiêu tìm không thấy, trở về tay không, tuy rằng biết cơ hội rất mong manh, nhưng nghĩ đến người phái côn luân ra tay tàn nhẫn, vẫn hy vọng mộng đẹp của ác đồ thất bại. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiền lăng dị kêu lên, ra rồi. Trường môn ra rồi. Mọi người đã sớm sốt ruột chờ đợi, nghe được lời này, trong lòng đều là vui vẻ, vội vàng thăm dò đi xem, muốn chiêm ngưỡng phong thái, thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Mọi người ánh mắt mong chờ, một người chậm rãi đi ra, đúng là Trác lăng chiêu chỉ thấy hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, không thấy nắm kiếm. Lưu Vân trong lòng vui mừng, thật tốt quá, truyền thuyết thần kiếm cầm long, căn bản không ở nhân gian, chắc lăng chiêu chỉ là bận rộn một hồi mà thôi. Thấy chắc lăng chiêu trong tay không có kiếm, những người còn lại thảo luận, từng người phòng đoán. Có người bản tính thận trọng, thấy trong tay kiểm thần không có gì, thầm nghĩ, thật hay cho chắc lăng chiêu, Người sợ chúng ta đỏ mắt thần kiếm mà tới đoạt, nên thực sự đã giấu nó, người thật keo kiệt. Có người tâm cơ thâm trầm, nhìn thấy chắc lăng chiêu trở về tay không, suy nghĩ âm hiểm, chắc lăng chiêu bị lừa rồi, thanh kiếm mà tiền lăng dị tìm được vừa rồi mới là thực sự. Lão tặc Âu Dương Nam dở trò, sợ có người đoạt kiếm đi, lúc này mới đánh chết không nhận, thật là đê tiện. Trong khi mọi người đang suy đoán, tiền lăng di đã tiến lên đón, hắn nhìn trưởng môn thấp giọng hỏi làm sao vậy trưởng môn không tìm được thần kiếm sao trác lăng chiêu nhắm mắt lại bình tĩnh nói ta tìm được rồi tiền lăng dị lắp bắp kinh hãi đi vòng quanh hỏi kiếm ở đâu sao không thấy người cầm trác lăng chiêu mở mắt ra ngửa mặt lên trời đắc ý nói kiếm đã ở trong tay ta tiền lăng di cả kinh nói kiếm nằm trong tay người Sao ta không thấy được? Chẳng lẽ thanh kiếm đó cũng trong suốt? Bản thân Tiền Lăng Di cũng có một thanh vô hình kiếm ảnh, kiếm đạo vô sắc, kiếm đi vô hình, gọi là kiếm ảnh. Lúc này hắn thấy chắc. Lăng Chiêu thân không có vật dư thừa, rồi lại tự nói lấy ra bảo kiếm, liền cho rằng thần kiếm này cũng là một thanh kiếm trong suốt. Mọi người trong lòng buồn bực, thậm chí có người cho rằng hắn học theo các hòa thượng dùng lời nói sắc bén họ cũng đến, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, nhất thời đều cảm thấy không hiểu chút nào. Tiền lăng dị cảm thấy ngứa ngáy, vội la lên, cái gì mà kiếm ở trong tay người. Trường môn, hãy nhanh chóng đưa kiếm ra đi. Dịch nghĩa, xưa nay vốn không một vật, chỗ nào bám được bụi nhơ. Thấy mọi người đều nghi hoặc, chắc lăng chiêu khẽ mỉm cười, lập tức buông nắm đấm ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một vật, lại là một khối màu lam sáng giống như mật sắt tiền lăng dị run giọng nói đây là cái quái quỷ gì vậy là sắt nát không thể đốt cháy sao trác lăng chiêu không để ý tới hắn lập tức nhìn về phía âu dương nam nói âu dương trang chủ đây là thần kiếm cầm long âu dương nam trầm giọng nói trác trưởng môn nhãn lực quả nhiên phi phàm vẫn là bị ngươi tìm được rồi tiền lăng dị lớn tiếng nói trưởng môn, người điên rồi sao? Đây là cục đá mục nát, người cầm làm cái gì? Đừng để bị lão già Âu Dương kia lừa gạt. Quay lại chọn một thanh khác đi. Các khách nhân thấy khối sắt màu lam, cũng nhất thời kinh ngạc, không biết chắc Lăng Chiêu đang nói giỡn, hay là thật sự cho rằng khối sắt này là một thanh trường kiếm. Một số kẻ nhiều chuyện cười thầm, nghĩ, xem ra, kiếm thần, đã mất trí từ khi bị đánh bại bởi ninh bất phàm vài tên suy nghĩ cặn kẽ lại nghĩ xem bộ dạng này của trác lăng chiêu không phải là trêu đùa mọi người chẳng lẽ hắn sợ mọi người đỏ mắt một hồi sẽ tới cướp thần kiếm cho nên lúc này mới làm trò lừa bịp người từng người phỏng đoán nhưng không ai biết sự thật là gì thấy mọi người đều nghi hoặc trác lăng chiêu cười lạnh nói các ngươi nhìn xem hắn trưởng lực một cái khối sắt màu lam khẽ nhúc nhích không ngờ lại không ngừng kéo dài tiền lăng dị cả kinh nói, thứ này biển dài quá. Các khách nhân cũng giật mình, tất cả đều hét lên, chỉ thấy khối sắt giống như một con rắn cuộn tròn rũi thẳng cơ thể, một thước, hai thước, ba thước, trong chốc lát bắn nhanh ra hai hướng, lại nghe bang một tiếng, chắc lăng chiêu trong tay lại nắm một khối mật sắt, nhưng hai bên mật sắt đã sinh ra hàn sâm mũi kiếm, hóa thành trượng dài, binh khí hai mặt sắc bén kỳ dị. Tiền lăng dị thấy hiện trạng quái dị này, đã sợ tới mức không nói ra lời, hắn chỉ biết rít lên. Trác lăng chiêu rỗi tay vung lên, ánh sáng xanh lóe sáng, cắt đứt những binh khí còn sót lại trong lò. Mọi người vừa kinh hãi vừa đau lòng, điều khiến họ kinh ngạc là thanh kiếm kỳ dị này sắc bén đến mức vô số thần binh được khối sắt đúc ra đều khó có thể đỡ nổi một kích. Đau lòng là những binh khí lưỡi kiếm sắc bén này vốn đã là bảo kiểm khó có được, ai ngờ lại bị phá hủy dễ dàng như vậy trong lòng đều là tiếc hận không thôi. Chỉ là khối sắt tinh thuần đó là người ta mang đến, chắc lăng chiêu muốn hủy kiếm, cũng là việc nhà hắn, người khác không thể quản, cho nên lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Chắc lăng chiêu lạnh lùng nói, kiếm này dài ngắn như ý, co dỗi tự nhiên, trong lời đồn còn được gọi là thần kiếm cầm long, thần kiếm như ta, ta là kiếm thần. Ninh bất phàm, ngươi chờ xem. Hắn kêu nhỏ một tiếng, kiếm báo di chuyển, lập tức khắc ba chữ, ninh bất phàm, lên tường lò. Mọi người thứ nhất đều bị chấn động bởi cuồng phong kiếm pháp như vũ bão của hắn. Thứ hai là sợ hãi bởi sự sắc bén của thanh kiếm này. Mọi người đều trợn mắt há mồm, nhưng không một người gieo hò. Chác lăng chiêu cười lạnh một tiếng, trường kiếm thu hồi, đột nhiên lại hóa thành mật sắt. Tiền lăng dị run rẩy, cả kinh nói, cái này. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Âu Dương Nam gật đầu nói, kiếm này được đúc từ tinh chất mềm mại nhất của thiết tinh, cho nên nó co giãn không ngừng. Trong thiên hạ có một không hai, sự tinh xảo của nó có lẽ là chưa từng có, về sau cũng sẽ không có ai có được. Tiền lăng dị run rẩy đi tới, hoảng sợ nói, trưởng môn, kiếm này quá hiếm lạ, có thể cho ta mượn đánh giá một chút được không? Trác lăng chiêu mỉm cười, nói, người cẩn thận một chút, mật sắt này có chút nặng. Tiền lăng dị cười nói, ta thậm chí có thể di chuyển một con dao lớn nặng 8864 cân, còn sợ thủ này sao? Chác lăng chiêu gật đầu, đem mật sắt dao vào trong tay sư đệ. Tiền lăng dị một tay nhận lấy, vừa nhận lấy liền cảm thấy nặng nề vô cùng. Tay phải bị trọng lượng của mật sắt ghi, thân thể cũng không chịu được mà quỳ xuống. Hai đầu gối tiếp đất, tay phải vẫn không ngừng rơi xuống đất. Đột nhiên có một tiếng, cạch, nhẹ, vai phải của hắn bị chật khớp. Đau không chịu nổi, kêu thảm thiết ra tiếng. Âu Dương Nam nói, kiếm này tổng cộng nặng 140 cân, nếu không có nội lực tuyệt thế, một tay không thể làm nó chuyển động được. Nếu như rơi vào tay người bình thường, cũng chỉ là một cục sắt nặng không hơn không kém. Tiền lăng dị đau đến sắc mặt trắng bệch, kim lăng xương ở bên lao tới, nối các khớp cho hắn. Mật sắt còn nằm trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng màu làm nhàn nhạt. nhạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trác Lang Chiêu ngửa mặt lên trời cười một tràng lớn, chắp tay chào tất cả quan khách, nói, thỉnh chư vị ngày sau lưu lạc giang hồ truyền lời, nói Trác Lang Chiêu đã đoạt được thiên hạ đệ nhất thần kiếm, muốn lần nữa thỉnh ninh bất phàm rời núi đánh giá, mời hắn niệm tình thần kiếm cầm long ở trước mặt, nhất định phải vui lòng tới xem. Mọi người âm thầm thở dài, thầm nghĩ, xem dáng vẻ của hắn, nhất định là muốn báo thù ninh bất phàm. Nếu thiên hạ cao thủ chậm chạp không ra mặt một ngày, đáng thương cho phái hoa sơn chắc chắn bị kiếm thần này uy hiếp tàn sát, xem ra giang hồ lại có nhiều chuyện để nói. Thấy vậy, Lưu Vân không khỏi phiền nào, võ công của chắc lăng chiêu vốn đã cao tuyệt, nếu lại cho hắn có được thần diệu binh khí hiểm thấy trong thiên hạ, trốn võ lâm này còn có ai là đối thủ của hắn. Hắn được lệnh bắt người này, nhưng lúc này không binh không tướng, chỉ có thể để mặc hắn hoành hành trong khu vực của mình nghĩ đến ngày sau khó xử hắn không khỏi nhíu mày thật sâu liên tục lắc đầu chắc lăng chiêu cười ha hà tại chỗ cuối người muốn cầm thanh thần kiếm cầm long ngạo tuyệt kim cổ kia lên kiếm thần thần kiếm sắp gặp nhau đột nhiên một chùm ánh sáng màu tím lóe lên một người trong số các vị khách phía sau tiến lên trước đoạt lấy binh khí trước mặt chắc lăng chiêu chắc lăng chiêu giật mình quát lên kẻ nào. Hắn tung trường lao tới, xông lên công kích, muốn đoạt lại thần kiếm, người nọ nghiêng thân nề tránh, phút chốc né ra ba thước. Các đệ tử côn luân hét lớn, rút kiếm ra khỏi vỏ, vội vàng chạy tới. Người nọ thấy đông người đuổi giết mình, tung một túng clo, giống như đại bàng bay vút lên trời, bay lên ngọn cây phía xa, rồi đứng yên tại chỗ. Môn đồ côn luân vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không biết người tới là thần thánh phương nào, túm tụm dưới gốc cây mà chửi. Người nọ trốn sau tàng cây, lạnh lùng nói, chắc lăng chiêu, nếu ngươi muốn lấy lại thanh thần kiếm này, chưa ngày mai gặp nhau ở bến đò lâu giang cách mười dặm. Nếu không đùng trách kiếm thần chìm xuống sông, không có ngày hiện thế. Vừa dứt lời, người đó như rồng bay đi, mọi người thấy thân pháp của hắn chấp động, mỗi khi hạ thân xuống, chân chạm vào ngọn cây một chút, lại nhảy lên cao, đột nhiên bay ra ngoài mấy dặm, tất cả đều kinh hãi. Thanh y tú sĩ tuy rằng tự phụ khinh công của mình cao tuyệt, thấy thân thủ của người này cũng thán phục sâu sắc. Sắc mặt chắc lăng chiêu âm trầm, mặc dù người nọ xuất binh bất ngờ, nhưng nếu song phương đã ước hẹn, cũng không sợ bảo vật không lấy lại được. Hắn không lộ vui buồn, hướng Âu Dương Nam nói, nhận được thịnh tình của quý trang, vì phải ta rèn ra thần kiểm, Tại hạ tại đây cảm tạ. Trong khi nói thậm chí không liếc nhìn bóng dáng người nọ một cái, khí độ trầm ổn, quả nhiên là phong thái của một bậc tông sư một thời. Nghe được lời cảm tạ của hắn, Âu Dương Nam cũng chắp tay đáp, nói hay lắm, bổn trang được Quý Sơn tặng cho một cây truy thần, ta cũng nên báo đáp, chắc trưởng môn thật khách khí. Trong khi hai người đang nói chuyện, chỉ nghe một người kêu lên, không vấn đề gì, trộm đi một thanh lớn chúng ta còn một thanh nhỏ. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy người vừa nói là tiền lăng di, hắn đi về phía một tảng đá lớn, vươn tay rút ra một thanh hàn đạo, kiếm này này tinh quang lộng lẫy, là lưỡi kiếm sắc bén vừa rồi hắn đã lầm tưởng là thần kiếm. Âu Dương Nam khẽ mỉm cười, nói, thanh kiếm này cũng là do khối sắt đặc ấy làm ra, tất nhiên thuộc về sở hữu của quý phái, hơn nữa trong lò còn mấy thanh kiếm gãy, không biết chắc trưởng môn có muốn thu hồi hay không. Tệ trang có thể làm cho ngươi. Chắc lăng chiêu lắc đầu nói, cũng không cần phiền toái như vậy, đệ tử phải ta đã có binh khí hộ thân, không cần những thứ binh khí mới này. Mấy kiếm này tặng cho quý trang đi. Mọi người nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù những thanh kiếm này không thể so sánh với thần kiếm cầm long, nhưng cũng là những bảo kiếm hiếm thấy trên giang hồ, so với xích long, và tưởng ưng, vừa rồi e rằng còn mạnh gấp trăm lần. Nhưng chắc lăng chiêu lại hào phóng như vậy, trong nháy mắt đã tặng đi những bảo kiếm này. Tiền lăng gì ở bên cạnh định hỏi, lại đã muộn một bước, hắn trong lòng khó chịu, thầm nghĩ, người có thần kiếm thì tốt rồi, nhưng lại không hỏi tới lão tử có thiếu kiếm dùng hay không, phùng má già làm người mập, uổng phí tiện nghi người khác, thật con mẹ nó. Âu Dương Nam có được bảo vật, lại không lộ ra vui mừng hay giận dữ gì, chỉ nhàn nhạt cảm tạ nói, lão phu này là thợ rèn kiếm, từ trước đến nay chỉ hỏi đúc kiếm, không hỏi mặt khác, chỉ là thần kiếm cầm long đã rời khỏi tầm tay, chỉ hy vọng thần kiếm này không trở thành ma vật sát nhân, cũng hy vọng sau khi chắc trường môn đoạt lại được kiếm thần, có thể dùng làm nhiều việc thiện, tạo phúc chúng sinh. Côn Luân thanh danh không tốt, Âu Dương Nam biết rèn kiếm cho bọn họ sẽ tổn hại đến đạo đức nên lập tức mở miệng khuyên bảo. Mặc dù biết chắc Lăng Chiêu sẽ không thèm để ý, nhưng vì lương tâm mình, không thể không nói. Lời này mang theo ý giáo huấn, kiếm thần kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ trở mặt nổi giận. Quả nhiên tiền lăng di phì một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, hắn đang muốn mở miệng mắng chửi, nhưng chắc Lăng Chiêu lại dỗi tay ra ngăn hắn lại. Tiền lăng di cười nói, trưởng môn sẽ tự mình giết hắn sao? Chắc Lăng Chiêu không để ý tới hắn, quay sang Âu Dương Nam cười nói, Âu Dương Trang chủ lo lắng quá rồi. Tại hạ lần này đến quý trang cầu kiếm, cầu chính là võ đạo tiến bộ, muốn lĩnh giáo ninh bất phàm mấy chiêu. Võ lâm trí tôn gì đó, ta cũng không quan tâm nữa. Năm đó vì một miếng da dê, là một đại ma đầu liên thủ cùng gian thần Giang Sung tàn sát Yến Lăng tiêu cục, lúc này đạm nhiên xử thế cô phương tự cao những người chứng kiến nghe trong lời nói của hắn có ý đạm bạc đều cảm giác khó có thể tin được ý nói buông bỏ thế sự xa cách thiên hạ sống một đời kiêu ngạo trác lăng chiêu không để ý tới mọi người chắp tay nói hôm nay có duyên gặp mặt chư vị cao hiền thật là may mắn ngày mai là cuộc chiến đoạt kiếm chư vị nếu muốn xem ta cung nghênh lập tức không nhiều lời nữa dẫn đệ tử môn phái rời đi. Các khách nhân Trung Nguyên muốn rời khỏi Trường Châu, nghe hắn nói xong đều thay đổi chủ ý, muốn ở lại xem kịch hay ngày mai. Chỉ là người đoạt kiếm kia thân pháp nhanh nhẹn, lại không biết là thần thánh phương nào. Mọi người trong sân dần dần giải tán, Diễm Đình vội vàng hỏi sự phụ, vừa rồi người đoạt kiếm là ai? Thân thủ sao có thể nhanh như vậy? Thanh y tú sĩ chưa trả lời, Lưu Vân đã thở dài một tiếng, tiếp lời nói người đó là định viễn đám người diễm đình cổ thiến hề quyên nhi nghe như vậy đều bị kinh ngạc quyên nhi cả kinh nói thật là ngũ định viễn sao người không nhìn lầm chứ lưu vân gật đầu nói giọng của người đó mang khẩu âm cam túc trên tay lại có một gang tay sắt đó là định viễn không sai trong số những người ở đây chỉ có lưu vân và ngũ định viễn đã ở cùng nhau lâu nhất tuy chưa nhìn kỹ diện mạo nhưng khi nghe tiếng nói, đã nhận ngay ra hắn. Diễm Đình từng nhận ân tình cứu mạng của Ngũ Định Viễn, nghĩ đến hắn đang trong tình cảnh nguy kịch, mặt lộ vẻ lo lắng, hốt hoàng nói, không hay rồi, Ngũ Đại gia đoạt kiếm của người ta, bây giờ tất nhiên nguy hiểm vô cùng, chúng ta mau chút tìm tới hắn, đừng để hắn và Trác lăng chiêu động thủ. Thanh y tú sĩ gật đầu, nhìn Lưu Vân, nói, Ngũ Chế Sứ từng nhiều lần cứu giúp tiểu đồ, là ân nhân của cửu hoa sơn ta, nếu Lưu Trị Châu cần tệ phái trợ thủ, cứ việc phân phó. Lưu Vân trong lòng vui mừng, lập tức cũng không hề khách khí, nói, một khi đã như vậy, chúng ta chia làm hai đường, xuôi dòng sông Lâu Giang tìm tung tích của ngũ chế sử, diễm Đình cô nương mang theo tiểu muội đi xem, trên đường nếu bị nhân vật giang hồ quấy dày, ngàn vạn không cần đánh bừa, hãy tìm hồng bộ đầu nha môn ra mặt. Diễm Đình mỉm cười nói, Ta sẽ chú ý. Lưu Vân đi tới chỗ Củng Chí, Phân Phó, Củng Sư Gia. Hiện tại trong thành đều có nhân sĩ Võ Lâm. E rằng sẽ có ẩu đả sát sinh xuất hiện. Người hãy truyền lệnh xuống. Mong Hồng Bộ đầu đêm nay hãy cẩn thận đề phòng. Tuần tra khách điểm tiệm rượu trong thành. Chỉ cần gặp phải người khả nghi, lập tức đưa về nha môn xử lý. Củng Chí đáp ứng một tiếng, tự đi an bài. Thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lưu Vân sai người đưa cổ thiến hề hồi phủ. Cố thiền hề sao có thể nguyện ý trở về? Lắc đầu liền nói, ta không quay về, ngũ chê sứ là bằng hữu của chàng, chúng ta cùng nhau đi tìm hắn. Lưu Vân nhìn nàng một cái, nói, giang hồ phong ba hiểm ác, nàng ở trong phủ nghỉ ngơi đi, đừng mạo hiểm như vậy. Cổ thiến hề rất cố chấp, chỉ lắc đầu liên tục, nói, chính là bởi vì phong ba hiểm ác, ta mới muốn đi cùng chàng. Lưu Vân thở dài, không biết khuyên bảo thế nào, một bên Diễm Đình khuyên giải nói, cố tiểu thư là cành vàng lá ngọc, giờ phút này kẻ xấu ở Trường Châu rất nhiều, cô vẫn nên ở lại trong phủ đi. Cổ thiến hề phớt lờ cô ấy, không nói một lời, đôi mắt to chỉ nhìn Lưu Vân, muốn xem hắn đáp lời thế nào. Lưu Vân thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, biết nàng lo lắng cho mình, nghĩ đến ân tình cổ thiến hề rời nhà vì mình, không khỏi mềm y, thầm nghĩ, kỳ thật thiền hề thông minh lanh lợi, nhanh trí mau lẹ, giao thủ chính diện với kẻ xấu, chưa chắc không thể hỗ trợ. Hắn gật đầu, kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, được, nếu nàng không sợ nguy hiểm, lần này ủy khuất cho nàng vậy. Cổ thiến hề gật đầu, đôi mắt cô ấy tràn đầy niềm vui. Diễm Đình nhìn thấy, nhớ tới bản thân chỉ có một mình, nhất thời không giấu được vẻ cô đơn mà khẽ thở dài quyển 9 chương 6 tình yêu, hồi 1. Mọi người phân chia làm hai đường, đi kiểm tra kỹ sự tình. Lưu Vân mang theo cổ thiến hề đi thẳng đến bờ lâu giang. Dựa vào nội lực tuyệt vời của mình Lưu Vân đưa tay ra đỡ eo thon của cổ thiến hề hành tẩu. Cũng không hề làm chậm trễ, không bao lâu, hai người liền đã ra khỏi thành. Cổ thiến hề thấy Lưu Vân mặt ù mày trao, biết hắn có rất nhiều tâm sự, lập tức hỏi, không phải chàng nói ngũ chế sứ phụ trách lưu thủ ở kinh thành sao sao hắn lại xuống dưới giang nam lư vân lắc đầu nói vốn dĩ hầu ra hy vọng hắn có thể ở lại kinh thành đừng nhúng tay vào chuyện này ngày ta xuống nam hắn cũng tới tiễn đưa ai hôm đó thấy hắn trầm mặc không nói còn tưởng không có chuyện gì không nghĩ trong lòng hắn lại không vui như vậy cổ thiến hề gật đầu lại hỏi ngũ chế sử và những người đó có chuyện gì đối nghịch sao? Lưu Vân cười khổ nói, đâu chỉ là là đối nghịch mà còn. Năm đó hắn lần đầu tiên bị Lương Châu Chi Phủ bấy mưu hãm hại, sau đó lại bị phái Côn Luân đuổi giết, chỉ sợ công thù tự oán đã khó phân rõ ràng. Ta nghĩ lần này hắn xuôi nam là cố ý nhắm tới phái Côn. Luân Hai người dọc theo bờ sông thăm dò, tìm suốt một canh giờ, lại không thấy bóng người hành tung trên đường thấy cổ thiến hề đi bộ mệt mỏi lưu vân dừng lại hai người đứng ở bờ sông nhìn ra xa thấy trăng sáng phản chiếu trên mặt sông có ngàn tầng sóng bạc bồng bềnh lưu vân nhìn dòng sông thở dài thiến hề năm đó lần đầu ta tới kinh thành người đầu tiên gặp là định viễn hai ta xem như sinh tử chi giao hầu ra nếu biết hắn một mình xuôi nam chắc chắn nổi trận lôi đình ai nên làm thế nào cho phải đây nhớ đến ân nghĩa ngũ định viễn đối đãi với mình trước kia nhịn không được thở dài một tiếng cổ thiến hề nắm lấy tay hắn nói chàng đừng phiền lòng ta thấy vị ngũ chế sứ này làm việc rất có chừng mực sẽ không làm ra điều ngu ngốc gì đâu trước đây nàng đã gặp gỡ ngũ định viễn một lần ở dương phủ lúc ấy liền cảm thấy hắn khách khí chu đáo già dặn lõi đời nên lấy điều này an ủi tình lang Lưu Vân lắc đầu nói, chuyện này nàng không hiểu được đâu. Định viễn thường ngày cư xử chu đáo vẹn toàn, nhìn như hòa khí phúc hậu, nhưng khi cổ chấp, không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu hắn cướp đi thần kiếm này, chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu, ta nghĩ trận quyết chiến ngày mai bên bờ lâu giang, chắc chắn sẽ có máu chảy thành sông. Cố thiến hề biết tình lang trong lòng có nhiều lo lắng, nhưng lại không biết khuyên bảo thế nào, chỉ có thể tận lực cùng tìm kiếm hai người lại tìm hơn một canh giờ, phát hiện đã tới thành Tây. Lưu Vân thấy cổ thiền hề mặt đỏ bừng thở hổn hển, một bước cũng đi không nổi nữa. Hắn nhìn thấy xa xa có một tòa miếu đổ nát, nói, chúng ta nhất thời không tìm được người, ngồi xuống tạm nghỉ ngơi trước đi. Cổ thiền hề lắc đầu nói, ngũ chế sẽ là bằng hữu tốt của chàng, quan trọng là chúng ta tìm được hắn trước, chàng không cần lo lắng cho ta. Lưu Vân biết rõ tính tình của ngũ định viễn, biết hắn tính cách cương nghị, lúc này hắn đang công khai chiến đấu với môn phái Côn Luân, hoặc hắn ngang nhiên xài bước vào thành để khiêu khích, hoặc hắn đang trốn ở núi hoang dã lãnh, ẩn nấp không xuất đầu lộ diện, liền nói, không vội, mặc dù chúng ta không tìm được người, nói không chừng diễm đình cô nương đã gặp hắn rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi nói sau. Hai người đi vào ngôi miếu đổ nghỉ tạm, thấy trong miếu thờ phụng tượng thần rất là sinh động, nơi đây chính là Hoàng Thành, có chức quan giống như Lưu Vân. Lưu Vân nhìn bức tượng, thấp giọng cầu khẩn, thứ nhất là hy vọng ngũ định viễn bình an, thứ hai là hy vọng việc bổ nhiệm của mình suôn sẻ, bá tánh an khang. Hắn thấy cố thiền hề cũng là chắp tay trước ngực, trong miệng niệm điều gì đó, nhưng không biết nàng đang cầu gì. Sau khi hai người hành lễ, Lưu Vân tìm một nơi sạch sẽ, cởi áo choàng của mình. Cổ thiến hề nói, thời tiết lạnh như vậy, sao chàng lại cởi áo ra lư vân chỉ vào mặt đất cười nói mặt đất rất bẩn không thể để xiêm y của nàng bẩn được cổ thiến hề lắc đầu cười nói chàng luôn coi ta là cành vàng lá ngọc nhưng cũng đừng yêu chiều làm hư ta lư vân mỉm cười nói ta lại cứ muốn chiều chuộng nàng nói rồi trải áo choàng của mình xuống mặt đất ra hiệu cho nàng ngồi xuống cổ thiến hề mặt đầy thẹn thùng chậm rãi ngồi xuống Lưu Vân đang định khoác vai nàng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài miếu chuyển đến tiếng nói chuyện, lỗ tai hắn nhạy cảm, lập tức phát hiện có điểm khác thường. Cổ thiến hề thấy hắn thần sắc biến đổi, vội nói, làm sao vậy? Lưu Vân ý bảo yên lặng, nghiêng tại lắng nghe, chỉ nghe một người nói, con mẹ nó, làm ra một thanh kiếm cũng sẽ tạo ra rất nhiều chuyện, rắc rối thật sự. Một người khác nói, đừng phàn nàn. Chúng ta hãy làm theo phân phó của trường môn, nhanh chóng giết kẻ đã đoạt kiếm kia đi. Người nói chuyện đã mắng một tiếng, tìm cả một đêm, bóng dáng cũng chưa thấy được, đi đến kia nghỉ ngơi một chút đi. Theo tiếng bước chân, đã bước đến gần cửa miếu. Lục Vân trong lòng run lên, biết phái Côn Luân cũng đang tìm Ngũ Định Viễn, nhưng không biết hai người tới là ai, tốt nhất là không phải kẻ hung ác nhất Đồ Lăng Tâm, không thì cực kỳ khó nói trước. Trong lòng đang nghi vấn, người nọ đã đến gần. Lưu Vân nhanh chóng bế cố thiến hề lên, trốn sau bức tượng. Không lâu sau, cao thủ Côn Luân đã tiến vào, Lục Vân lén nhìn chỉ thấy người đến tướng mạo gầy guộc, chính là Côn Luân kiểm ảnh tiền lăng dị, bên cạnh là một người với cánh tay bị đứt, là kiểm lãng Lưu Lăng Xuyên. Lưu Vân liếc nhìn cố thiền hề, thầm lo lắng, những kẻ gian dâm cướp bóc này, không chuyện ác nào không làm, hiện giờ oan ra ngõ hẹp, ngàn vạn đừng để bọn chúng thấy được với vẻ mỹ mạo của cổ thiến hề nếu những kẻ dâm tặc háo sắc này nhìn thấy không biết sẽ xảy ra tai họa gì lưu vân tuy thân mang võ nghệ nhưng chưa chắc đã bảo vệ được sự bình an cho người trong lòng dưới sự tấn công của hai cao thủ nghĩ đến đây hắn nín thở tập trung không dám động một chút tiền lăng dị đá mảnh vỡ trên mặt đất ngồi xuống nhưng lưu lăng xuyên lại rất cẩn thận hắn nhìn thấy một bộ quần áo trên mặt đất vội vàng nói đây là một chiếc áo choàng có lẽ trong miếu có người đi đường, từ sư huynh, chúng ta kiểm tra một chút đi. Lưu Vân trong lòng âm thầm kêu khổ, không thể tin được, nếu như một lát bọn chúng tới đây, ta nhất định phải tập kích bất ngờ, tấn công chúng. chú ý thay đổi, hắn suy nghĩ kế sách, lập tức nhặt một hòn đá, chỉ chờ tiền, lưu hai người đến gần bức tượng, sẽ thừa dịp ném ra khỏi miếu, mong kế dương đông kích tây có hiệu quả, sau đó sẽ nhảy ra từ phía sau bức tượng và tấn công, một canh bạc mạo hiểm như vậy, có lẽ sẽ đánh bại một trong số họ. Nhìn thấy hắn cầm trong tay một hòn đá, cổ Thiến Hề trên mặt lộ ra vô cùng kiên quyết, nàng nhất định sẽ liều mạng bảo vệ chính mình, nhưng trong lòng lại có thoáng rung động, cho dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, vẫn chỉnh tóc cho Lưu Vân, càng không để tâm nguy hiểm trước mắt. Lưu Vân đang chăm chú, không chú ý đến động tác của nàng, chỉ để tâm đến hai kẻ tiền, Lưu lưu lăng xuyên chưa kịp di chuyển bước chân tiền lăng dị lại ngáp một cái nói người thật giống đàn bà chỉ là một cái áo thôi làm gì mà phải kinh ngạc như vậy tám phần là thôn phu dân phụ đang làm điều đáng xấu hổ mới ở đây cởi áo tháo thắt lưng nói xong hắn ngồi ở chỗ áo choàng của lưu vân lạnh lùng nói người lo lắng chính mình đi xem đi ta thay người canh giữ ở chỗ này lưu lăng xuyên chán nản nói nếu tử sư huynh đã nói như vậy, vậy thì quên đi. Lưu Lăng Xuyên kể từ khi bị cụt tay, võ công đã thụt lùi rất nhiều, địa vị của hắn trong môn phái đã giảm mạnh, thấy tiền lăng dị không chút để ý, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, đơn giản cũng ra đằng kia nghỉ tạm. Lưu Vân nhìn thấy Lưu Lăng Xuyên bị cụt tay, nghĩ đến vụ chém giết bên ngoài ngõ vương phủ hơn một năm trước, khi đó Lưu Vân vẫn còn là một kẻ bán mì hèn mọn, lưu lang xuyên lại là kiếm khách có võ công cao cường ai ngờ sau này mình lại thành trạng nguyên thành mệnh quan triều đình lưu lang xuyên lại bị cụt tay bởi thủ đoạn độc ác của tiết nô nhi nay đã trở thành kẻ tàn phế nghĩ đến thấy mọi chuyện thật khó lường lưu vân khẽ thở dài một tiếng đột nhiên trước mắt hiện ra một bóng người cao lớn cường tráng nam nhân vai cao rộng đang ngồi ăn ở sạp mì của mình những ký ức năm đó lưu lạc giang hồ cùng ngũ định viễn hoạn nạn có nhau tất cả đều hiện về tiền lăng di lại thấy sư đệ lại đây ngồi xuống tràn đầy sầu muộn vỗ vai hắn cười nói lão ngũ đừng bày vẻ mặt đau khổ tay trái kia của ngươi luyện kiếm thế nào mấy ngày nay có tiến bộ gì không lưu lăng xuyên lắc đầu nói vẫn như vậy thôi đừng nhắc tới thì hơn tiền lăng dị cười nói nói đi nói lại tất cả đều là do tấm da dê chết tiệt kia khiến chúng ta mấy năm nay bôn ba khắp nơi kẻ bị chết người bị thương hang ổ của mình cũng không thể quay về con mẹ nó thật là một trận làm ăn thua thiệt hắn nằm trên áo choàng lại nói không phải giang đại nhân đã hứa sẽ làm điều đó sao tại sao đến giờ vẫn không có tiếng gió gì lưu lăng xuyên tức giận nói còn nghĩ đến chuyện này sao trận chiến hoa sơn thật là mất mặt Người không nhìn ra Giang Đại Nhân đối với chúng ta càng ngày càng lãnh đạm sao. Hiện tại trưởng môn muốn gặp hắn, hừ, không có cửa. Tiền lăng di nhặt một hòn đá, ném mạnh ra ngoài cửa, chửi rủa mẹ kiếp. Thế đạo quỷ quái gì vậy? Sắc mặt vô cùng khó chịu. Lư Vân nghe xong lời này, trong lòng đã hiểu rõ, biết Giang Sung rất bạc bẽo, vừa thấy chắc lăng chiêu võ công không bằng người khác, lập tức xa lánh hắn xem ra nhân vật giang hồ cùng đại thần kết giao trung quy khó có chân tình tiền lăng dị ném vài viên đá trong miệng lải nhải mắng mỏ giang sung một trận rồi quay sang trác lăng chiêu chỉ nghe hắn nói nói đi nói lại vẫn là trường môn của chúng ta không tốt hắn ngày thường tự cao tự đại phớt lờ mọi người chà bây giờ giang sung cũng không để ý tới chúng ta về sau làm thế nào mới tốt Lưu Lăng Xuyên nghe hắn nói trưởng môn như vậy, lập tức thấp giọng nói, huynh đừng diễu cợt sự tình của môn phái chúng ta nếu để cho người khác nghe được, không ai chịu trách nhiệm nổi đâu. Tiền Lăng Dị lớn tiếng nói, hiện giờ trái phải đều không có người, ngươi còn sợ cái gì? Ta nói cho ngươi biết, trưởng môn tuy võ công cao cường, nhưng thủ đoạn của hắn một chút cũng không có, cho nên mới xa suốt đến loại đức hạnh này, ta khinh. Kiếm ảnh, này thực sự là hạng người không giữ nổi miệng, nắm được cơ hội miệng liền phun nước đắng. Có lẽ với ai hắn cũng đều bất mãn. Tiền Lang dị còn lại nhảy không dừng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, lại có người đi về phía miếu. Lưu Vân run lên thầm nghĩ, đêm khuya tĩnh lặng, ai lại đến vào giờ này? Lưu Vân nội công pháp môn riêng biệt, so với một vài nhân vật giang hồ còn trên một bậc. Lúc này tiền, lưu hai người không nghe thấy tiếng động mà hắn có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân, chỉ riêng phương diện nội công mà nói, đã có thể xếp trong những cao thủ hạng nhất rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần, Tiền, Lưu hai người cũng đã phát hiện, Lưu Lăng xuyên thấp giọng nói, có người tới, không biết là địch hay là bạn, chúng ta mau lánh mặt một chút. Tiền Lăng dị miễn cưỡng đứng dậy, nhưng cũng sợ người tới là cao thủ đoạt kiếm đó, nếu phải đối mặt với nhau ngay tại đây, không khỏi bất lợi hai người liền ở trong miếu tìm kiếm nơi ẩn thân. Lưu Lăng Xuyên chỉ vào bức tượng, nói, đó là một nơi tốt, chúng ta hãy trốn sau bức tượng. Lưu Vân nghe xong lời này, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng cố thiền hề chỉ cười nhẹ, nháy mắt với hắn. Nàng là cung gia tiểu thư, chưa bao giờ thấy qua giang hồ chém giết, trước mắt tuy có nguy hiểm, cũng không biết sợ là gì. Nàng nghe bên ngoài đặc tử nói chuyện không ra thể thống gì, nghĩ rằng là những kẻ tầm thường liền muốn xem thân thủ của tình lang thế nào tốt nhất đánh cho bọn chúng đến hoa rơi nước chảy vậy mới lộ ra mặt văn võ song toàn lưu vân bên này lại vừa lo vừa sợ lúc còn ở kinh thành bản mì đã từng giao thủ với người côn luân biết kiếm pháp của hai người trước mắt không hề yếu hắn đã có kinh nghiệm nhiều hơn hơn nữa mấy năm nay võ công của hắn cũng có chút tiến bộ nếu đơn độc ứng phó một người có thể nắm chắc phần thắng nhưng nếu hai người cùng nhau, nghĩ đến kiếm ảnh của tiền lăng dị vô hình vô dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Đang lúc phòng thủ, ngay lúc này, lại nghe giọng tiền lăng dị nói, mặt sau bức tượng toàn là mạng nhện trăng đầy, bẩn lắm, chúng ta trốn trên xà nhà đi. Lưu lăng xuyên không tranh cãi nhiều lời, hai người đề khí một cái, nhảy lên xà nhà, tìm nơi ẩn thân. Lưu Vân thấy hai bên không cần đối mặt, lập tức thở phào nhẹ. Nhóm! Theo tiếng bước chân, chỉ thấy một người đi vào trong miếu, Lưu Vân chăm chú nhìn, nữ tử kia dung mạo diễm lệ, dáng người thon thả, lại là diễm đình tới. Lưu Vân trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, tại sao nàng ấy cũng tới miếu? Nhớ tới tiền lăng dị là đăng đồ lãng tử, kẻ háo sắc nhất, nơi này đêm dài không người, chính là thời cơ làm việc ác, Lưu Vân nghiên răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ, không còn cách nào khác, hai tặc tử nếu muốn làm điều vô sỉ, ta cũng đành liều mạng với chúng. Đang muốn hành động, chợt thấy một thân hình mềm mại dựa vào trên vai hắn, ghé tay hắn, nhẹ giọng nói, Lư Chi Châu lòng đầy căm phẫn, có phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Lư Vân nghe cổ thiến hề trêu chọc mình, đỏ mặt thầm nghĩ, ta mà anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? chỉ cần không bị người đánh đến mặt mũi bầm dập là tốt rồi. Diễm Đình đi vào của miếu, thấy áo choàng của Lưu Vân trên mặt đất, trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm, đây không phải là quần áo của Lưu Chi Châu sao? Tại sao lại cởi ở đây? Lưu Vân đang kinh ngạc, chợt thấy cổ thiến hề đi tới, thấp giọng trêu chọc, người ta còn có thể nhận ra quần áo chàng đang mặc, thật là có trí nhớ tốt. Lưu Vân gật đầu liên tục, nghĩ thầm, đúng vậy, Diễm Đình rất giỏi, chỉ cần nhìn qua quần áo là có thể nhận ra một người. Thật sự nên mời nàng làm bộ đầu trường châu mới đúng. Sau này nếu có kẻ xấu chỉ cần nàng nhìn thoáng qua là khó có thể giấu được. Diễm Đình nhìn áo choàng của Lưu Vân, im lặng một lúc lâu, qua một hồi, chỉ nghe nàng khẽ nói, ai. Chỉ tiện uyên ương không tiện thần tiên. Lưu Vân sừng sốt, chỉ tiện uyên ương không tiện thần tiên là cái gì? trên áo choàng của ta có dòng chữ này sao? Đột nhiên lỗ tai ngứa ngáy, có người thổi vào, Lưu Vân quay đầu lại nhìn, lại thấy cố thiền hề trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ dường như rất là vui vẻ. Lưu Vân thầm nghĩ, thế này là thế nào vậy? Uyên ương rất buồn cười sao? Diễm đình nấn ná lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng thướt tha ngồi xuống, nàng ngồi nơi nào không ngồi, lại ngồi trên áo của Lưu Vân. Nàng trời sinh bản tính sạch sẽ, cử chỉ cao nhã, mặc dù xung quanh không có ai nhưng vẫn khoanh chân, dáng vẻ dịu dàng lễ độ, bộ dáng hung ác vừa rồi của tiền lăng di không thể so sánh. Lưu Vân nhìn thấy thế lại nghĩ, chiếc áo choàng này của ta được nhiều người ưa thích thật đấy, trước là tiền lăng Di nằm xuống, giờ Diễm Đình cũng ngồi trên đó, so với chiếc ghế ở tiệm mì có phần hữu ích hơn. Diễm Đình vừa mới ngồi xuống, tiền lăng di không kiên nhẫn được nữa, chỉ nghe hắn gọi nói, Tiểu cô nương, đừng thở dài. Ta tới giúp nàng giải sầu. Ha ha. Ha ha. Thoáng chốc một bóng người nhảy xuống, đúng là Tiền Lăng Dị. Lưu Lăng Xuyên tuy không muốn sinh sự, nhưng sư huynh của hắn đã lộ diện, hắn cũng không thể không nhảy xuống. Hai người một trước một sau đã chặn cổ miếu. Diễm Đình hoảng sợ, không ngờ lại có người trốn ở chỗ này, kinh ngạc nói, lại là các ngươi, những kẻ xấu xa tiền lăng dị cười nói người xấu gì chứ năm đó du ngoạn thiên sơn không phải chúng ta đều có giao tình sao sao lại trở mặt không nhận người thế diễm đình thấy ý đồ xấu xa của hắn vội vàng nhảy dựng lên cầm kiếm trong tay quát người muốn làm gì tiền lăng dị cười dâm đãng làm gì lão tử cái gì cũng muốn làm nói xong liền muốn tới ôm nàng tiền lăng dị một đời háo sắc ngày đó ở Yến Lăng Tiêu Cục hắn giờ thủ đoạn ác độc bức gian cung khai hắn ở Thiên Sơn thấy vẻ đẹp của Diễm Đình sớm đã không kiềm chế được lúc này thấy bốn bề vắng lặng nên cố tình muốn dây dưa với nàng Diễm Đình vội la lên người hãy biết tự trọng sư phụ ta ở gần đây người đừng nghĩ sằng bậy lời này đã nhắc nhở Lưu Lăng xuyên lập tức lên tiếng khuyên nhủ tứ sư huynh đừng sằng bậy Trường Châu cao thủ tụ tập nhiều cô nương này cũng là đệ tử phái cửu hoa, nếu như ngươi muốn trêu chọc nàng, thanh y tú sĩ sẽ sớm tìm đến, e rằng chúng ta không có lợi thế. Tiền lăng dị nhổ nước bọt, nói, phái cửu hoa cũng chỉ là hai ba con mèo nhỏ, được cái gì chứ? Bạch hoa tiên nữ lẳng lơ giết chết Trương Chi Việt, thanh y tú sĩ đến giờ còn không báo thù được, căn bản chỉ là hổ giấy mà thôi. Diễm Đình tức giận nói, không được mạo phạm tới sư phụ tan, Tiền Lăng Dị cười dâm đãng, nói: "A, à, tiểu cô nương nổi giận rồi, thật là ngọn lửa lớn nha, ra ra giúp nàng giảm nhiệt." Diễm Đình giận dữ, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó dùng kiếm đâm tới, chiêu này là phi liến kiếm pháp của phái Cửu Hoa, tuy rằng công lực của Diễm Đình kém cỏi, nhưng bộ kiếm pháp này lấy khinh công làm căn cơ, Diễm Đình dựa vào thân thủ linh hoạt, đột nhiên dụng chiêu mà không hề thấy non nớt xoát xoát hai tiếng vang nhỏ, tiền lăng di đã bị buộc phải lùi lại một bước. Tiền lăng dị cười nói, chiêu phi liên kiếm pháp tốt đấy, giết người không được, giết quỷ ngược lại không khó, không biết Trương Chi Việt đã giết bao nhiêu con chó chết trong địa ngục. Diễm Đình nghe hắn vũ nhục sư huynh đã chết, nhịn không được hốc mắt đỏ lên, trường kiếm trong tay càng thêm nóng nảy, khiến cho tất cả đều là sát chiêu. Tiền lăng dị thấy nàng thân pháp yêu kiều, không khỏi kích động sắc tâm, chỉ muốn lột trần nàng càng sớm càng tốt, đè xuống để làm trò đồi bại. Hắn cười dâm đãng hai tiếng, đang định rút kiếm động thủ, Lưu Lăng Xuyên biết kiếm pháp sư huynh lợi hại, chỉ sợ vừa động thủ lại làm bị thương nữ đệ tử này, vội vàng nói, tứ sư huynh, hiếm gặp được đệ tử môn phái khác, cho ta thử kiếm pháp tay trái đi. Thứ nhất hắn muốn nhân cơ hội thả diễm đình đi, thứ hai hắn tàn phế đã lâu, chưa từng có cơ hội đầu kiếm cùng người khác, giờ phút này muốn tôi luyện một phen. Tiền lăng dị cười nói, tốt thôi. Chỉ là người ra tay cẩn thận một chút, đừng làm hỏng khuôn mặt non nớt của nàng. Diễm đình giận dữ, quát, các ngươi thật là cuồng vọng. Trong giọng nhức móc, đã đâm ra tới mười mấy kiếm, kiếm quang lóe lên, bức hai cao thủ côn luân né tránh khắp nơi. Lưu Lăng Xuyên thấy Diễm Đình sốt ruột tấn công địch, nhưng chiêu thức của nàng không bị phân tán, thầm khen thanh y tú sĩ biết cách dạy dỗ. Hắn bắt lấy khe hở, khẽ quát một tiếng, tay trái kiếm đã ra, mũi kiếm hướng về phía cổ tay Diễm Đình. Chiêu này cực kỳ nhanh, lại là tuyệt chiêu trong kiếm lãng, lập tức bức cho Diễm Đình phải lùi lại một bước. Hai người cầm trường kiếm, ra liên tiếp bốn năm chiêu. Kiếm pháp cử hoa lấy khinh công làm cơ sở, quả nhiên nhẹ nhàng yêu nhã, Diễm Đình lại là một nữ tử mỹ mạo, thấy thân pháp của nàng phiêu động, giống như vũ đạo, tiền lăng dị chảy nước miếng thành dòng, hai mắt ngắm loạn khắp nơi, bộ dáng vô cùng dung tục. Diễm Đình lần đầu gặp kẻ địch mạnh, phải nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, thi triển một bộ kiếm pháp được sư phụ truyền dạy, múa đến không có kẽ hở, mặc dù nàng chỉ mới học kiếm được 6-7 năm, nhưng dựa vào sự thận trọng, làm việc mười phần nhẫn nại, nàng đã thành thạo được toàn bộ phi liên kiếm pháp này. Sau hơn 10 chiêu, nàng thấy Lưu Lăng Xuyên không làm gì được mình, nỗi sợ hãi dần biến mất, háo hức giành chiến thắng, càng tiến sát từng bước. Sau khi Lưu Lăng Xuyên bị đứt cánh tay phải, kiếm pháp của hắn chỉ còn lại không đến một nửa, đấu một hồi lâu, hắn thấy mình vốn là một kiếm khách thành danh, lại không thể đấu lại một đệ tử nhỏ, không tránh khỏi nôn nóng. Nhưng càng hung hăng, kiếm pháp của hắn càng trở nên rối loạn, vài lần lực bất tòng tâm, suýt nữa đã bị Diễm Đình giết chết, bức cho hiểm nguy trùng trùng, lập tức phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chăm chú nhìn môn hộ. Hai người lại đấu mấy chiêu, Diễm Đình thấy Lưu Lăng Xuyên bị đứt cánh tay phải, đoán chừng hắn không thể phòng ngự bên phải cơ thể, liền đánh vào nhược điểm của hắn, tiền lăng dị đứng ở một bên xem đầu, mắt thấy Diễm Đình kiếm pháp độc ác, lập tức mắng. Tiểu cô nương thật tàn nhẫn, chỉ biết chọc ngoáy điểm yếu của người ta. Diễm Đình hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ ra tăng thế công. Cố Thiền Hề thấy hai bên không ngừng tấn công, chỉ sợ Diễm Đình có gì sơ suất, nàng hơi lo lắng, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lưu Vân, muốn hắn ra tay tương trợ. Lưu Vân lại không hoảng loạn, thấy Diễm Đình ra kiếm nhẹ nhàng, chiêu thức tinh xảo, tuy chỉ mới 18, 19 tuổi, nhưng một khi giao thủ, lại không bị rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến đánh lâu còn có mặt thắng, liền lắc tay cô thiến hề ý bảo nàng không cần hoàng sợ. Lúc này Lưu Lăng xuyên thủ nhiều công ít, nhưng dù sao hắn có kinh nghiệm giang hồ phong phú, trong lúc nhất thời vẫn không nhụt chí, đang muốn tìm kiếm cơ hội tốt truyền bại thành thắng. Khi cuộc chiến đang tới lúc kịch tính, hắn dồn khí đan điền, nội lực phát động, một thanh kiếm chém ngang trong tích tắc, thanh kiếm run rẩy lên xuống, giống như cuộn sóng, đúng là kiếm lãng đảo vỡ giao trì. Nửa năm trước ở Hoa Sơn, Trác lăng chiêu một kiếm phóng ra, như một cơn sóng dữ, chấn động quần hùng thiên hạ. Mặc dù nội lực của Lưu Lăng Xuyên không thể so sánh với trưởng môn, nhưng chiêu kiếp pháp này là công phu gác của của hắn, đột nhiên ra chiêu, cũng có đại trấn uy danh. Quả nhiên, Diễm Đình thấy kiếm này hàm dấu hải chiều thanh âm, trong lòng hơi hơi sợ hãi, lui về phía sau một bước, tiền lăng dị ha ha cười nói, ngũ sư đệ không tồi. Tay trái cũng làm ra được, giao trì toái sóng, không uổng công ngươi hai năm khổ luyện. Lưu lăng xuyên chiếm được thể thượng phong, trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ mà chỉ hổ thẹn. Nếu là ngày xưa, chiêu này không chỉ bước một diễm đình lùi bước, nếu ra đòn nặng một chút, còn có thể lấy mạng nàng. Tự biết cánh tay trái của hắn lực đạo không đủ, so với lúc trước còn kém nửa phần. Hắn trong lòng khó chịu, thoáng chốc hét lớn một tiếng, tay trái vũ động, một kiếm đào xuống, Tiền Lăng dị hét lên, hay cho chiêu Thanh Hải Phi Đằng. Lưu Lăng xuyên cố ý thủ công lực của chính mình, lúc này dồn toàn lực vào kiếm. Diễm Đình thấy chiêu, Thanh Hải Phi Đằng, khí thế bất phàm, tuyệt đối không dám liều lĩnh đón đỡ, vội vàng hướng bên phải tránh hai bước, chân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người là lướt, liền đã tránh được Nghe thấy, đùng, một tiếng, Lưu Lăng Xuyên đã từ dưới đất chém ra một kiếm, chỉ là kiếm này công lực không thuần, chỉ làm bay cát bụi, không thể chém xuyên qua gạch đá. Lưu Lăng Xuyên thấy công lực của chính mình vẫn chưa đạt đến trình độ, không khỏi cảm thấy chán nản. Diễm Đình thấy tâm trí hắn hơi sao động, vội vàng đâm một kiếm vào ngực phải của hắn. Lưu Lăng Xuyên lúc này ánh mắt tan rã, nội tâm sầu khổ, một mặt oán trời trách đất, không biết Diễm Đình đã đột kích tiền lăng dị chấn động vội vàng hét lên mau tránh ra lưu lăng xuyên đột nhiên tỉnh ngộ đợi ngẩng đầu lên mũi kiếm đã chạm đến ngực mình vội lùi về phía sau né tránh nhưng đã muộn một bước tiền lăng dị vội vàng rút kiếm đâm mạnh về phía diễm đình miệng quát mau rút lại kiếm bằng không sẽ giết tiểu nha đầu nhà ngươi diễm đình không thèm để ý trường kiếm càng vội vàng hơn Lưu Lăng Xuyên là danh thập tam kiếm của Côn Luân, tuy nói đã tàn phế, nhưng cũng có thể coi là cao thủ đời thứ nhất của Côn Luân. Nếu Diễm Đình có thể đánh bại người này, định sẽ là một sự kiện chấn động giang hồ. Cũng là vì điều này, nàng một lòng kiến công, làm lơ mối đe dọa từ tiền lăng dị, một mực thần sắc đồng quy vu tận. Biến cố này tới quá nhanh, Lưu Vân lạnh lùng quan sát, vạn lần không thể đoán được Lưu Lăng Xuyên, một lão tướng giang hồ, lại mất đi ý chí khi đang chiến đấu ác liệt, thấy người này có nguy cơ bị đâm thỏng ngực, Diễm Đình cũng có nguy cơ bị thương, hắn vội vàng từ trong lòng móc ra đồng tiền, rỗi ngón tay bắn ra, hướng về phía mắt phải của tiền lăng di, cái này chỉ cần bắn thật, tiền lăng dị chắc chắn sẽ bị mù. Đồng tiền đang bay nhanh tới, tiền lăng dị cảm giác được gió mạnh sắc bén, lập tức quát, kẻ nào. Trong lúc bận rộn, vội vàng hồi kiếm để tự cứu mình, chỉ nghe thấy âm thanh đinh đồng xu bị lắc đi chỉ là hắn bận dây dưa với lư vân không kịp giải cứu sư đệ lúc này trường kiếm của diễm đình đã tới ngực lưu lăng xuyên sắc mặt tái nhợt trong lòng tràn ngập thống khổ cùng bi thương lưu lăng xuyên ta tung hoành tây vực hôm nay lại chết ở trong tay tiểu nữ tử này thở dài một tiếng hắn dứt khoát ném chuôi kiếm xuống đất nhắm mắt chờ chết vào thời điểm sinh tử đột nhiên một thanh kiếm từ trên trời bay xuống theo sau là một lực kình mạnh mẽ đã chặn lại tuyệt chiêu đoạt mệnh của diễn đình mọi người thấy kiếm pháp thâm sâu đều nhất thời kinh ngạc tiền lăng di cười lạnh một tiếng lúc trước hắn bị đồng tiền ám toán đã biết có cao thủ ở gần nhìn trộm liền nói ngay kẻ chỉ điểm là ai mau mau hiện thân đi một người từ của miếu đi ra người này mặc mặc áo vàng nhạt khuôn mặt tuấn tú làn da trắng như tuyết, chính là Dương Túc Quan đã tới. Trong miếu ngoài miếu năm người cùng lộ kinh ngạc, Diễm Đình càng nước mắt lưng tròng, run giọng nói, là huynh. Cách xa nhau nửa năm, nàng rốt cuộc cũng gặp lại nam tử này, trong lòng kích động không nói nên lời. Tiền Lăng Di và Lưu Lăng Xuyên nhìn nhau, cả hai đều dùng mình, không biết Dương Túc Quan có âm mưu gì. Lưu Vân nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Dương Túc Quan, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Thứ nhất, lo lắng Dương Túc Quan được cổ tự nguyên ủy thác nên đến Trường Châu đưa cố thiến hề trở về thứ hai, sợ hắn phụng mệnh liễu ngang thiên tới đây trách phạt ngũ định viễn. Không thể không cảm thấy lo sợ. Trong lòng đang chăm mối ngồn ngang, đột nhiên cảm thấy hai tay siết chặt, Lưu Vân quay đầu nhìn về phía cổ thiến hề, lại thấy người trong lòng với đôi mắt tuyệt sắc nhìn chằm chằm vào mình, tràn đầy trêu chọc, Tựa hồ sợ tình lang của mình tự ti nhát gan, vừa thấy Dương Túc quan lại muốn chạy trốn. Lư Vân nhìn vào mắt nàng, trong lòng cảm thấy được an ủi, thầm nghĩ, Thiến hề nhìn ta như vậy, nhất định là lo lắng ta uống phải giấm chua của Dương Túc quan, mới phiền lòng sợ hãi. Ai, nàng đối đãi với ta tốt như vậy, ta sao có thể do dự mà lùi bước? Lập tức khẽ mỉm cười, nhẹ thu tay về, ý bảo nàng không cần lo lắng. Trong miếu năm người hoặc mừng hoặc lo, mỗi người đều có ưu tư của mình, nhất thời không ai nói gì. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.